Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ơi, đánh không lại nhanh đi thôi. Tên này là quái vật hay sao? Bán sinh thú của hắn quá mạnh rồi. Đây không phải là thánh trì. Thánh trì cảnh giới thì là gì chứ? Hắn ít nhất là địa thánh cảnh đệ nhị trùng. Thánh cảnh của chúng ta đâu? 2 ngày trước tôi còn nhìn thấy linh song, linh vô song mạnh như vậy. Cô ta không ra đây thu dọn lý thiên mệnh để chúng ta ra tay chứ? Linh vô song, nhanh lên đi, chỉ cô ta mới có thể xử hắn. Đừng trốn nữa. Kỳ lân cổ tộc chúng ta đều bị bắt nạt đến thế này rồi, cô còn không ra tay. Nói có được không chứ, Linh Vô Song ở đây. Linh Vô Song ra tay đi, tên xúc sinh này giấu giếm thực lực. Ở đây làm giả thỏ để bắt hổ đấy, thật không thể nào nhịn được. Cô nếu còn không ra tay, kỳ lân cổ tộc chúng ta đều mất hết thể diện rồi. Bây giờ thượng tần nhiên hồn kết giới, chỉ có cô có thể xử lý hắn mà thôi, ra tay đi. Linh Vô Song đánh bại hắn. Linh Vô Song đúng là đáng tiếc rồi, nếu không phải là nhất thế chú, cô ta bây giờ có thể chen chân vào top 10 của thần đô rồi. Nói về thiên chất, chí ít là đệ nhất của Nguyệt Kỳ Lân tộc. Đúng, cô ta mới 17 tuổi. Đều đang tông bốc người, sao nào, đánh hay là không đánh? Lý Thiên Mệnh, món chính đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Nhưng ngươi muốn ăn món khai vị, ta thỏa mãn cho ngươi. Ngươi lúc trước rất ngầu hay sao? Vô Song từ 3 tuổi đã bắt đầu vào trầm nguyên chiến trường để săn giết hung thú, trải qua vô số lần sinh tử rèn luyện. Cô ta đánh bại qua trưởng bối của địa thánh cảnh đệ tam trùng, Linh Vô Song giống người là tam sinh ngự thú sư, mà so với ba con mèo mèo quy ngu ngốc của người, bán sinh thú của cô ta cấp bậc vượt xa người, là người tàn nhẫn ơi. Bản miêu nhanh trí như vậy, dựa vào cái gì nói ta ngu ngốc? Có thể do quy đệ kéo thấp bình quân trí tuệ. Tuyết Nguyệt Thánh Kỳ Lân, Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân, Hỏa Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Đẹp quá. Yêu rồi, đừng quá sơ ý đấy nhé. Đều tránh ra, chuyện gì thế này? Tần Tần bị trọng thương hay sao? Tần Tần. Tần Tần. Lý Thiên Mệnh, ngươi lạp mạng đi. Ta chọn một con xinh đẹp nhất. Thần thông, Nguyệt Trung Phong Mỹ. Thần thông, Lục Đao Hỏa Liên. Thần thông Hoa Nguyệt Huyễn Ảnh. Chuyện gì vậy? Nào giác động sát chi nhãn mở.
dùng địa ngục truy hồn điện đối phó với nó. Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân bị điện giật rồi. Hey, tổ hợp bán sinh thú của ngươi cũng không tồi. Có tấn công, có ảo giác. Tổ hợp này đúng là rất mạnh. Anh Hoa Huyễn Mộng Đao Thuật biến mất rồi. Lại là ảo giác sao? Ơi, lần này không phải, cẩn thận phòng ngự. Cô gái này rất là nham hiểm. Chuyên chơi đâm sau lưng. Hừm. Ngươi cũng chỉ như vậy. Xem ngươi trốn đi đâu. Ở bên kia. Chết. Thân kiếm. Nếu là nữ kiếm thì ngươi bây giờ đã bị chém thành hai rồi. Ninh Vô Song, ngươi giống như là con ruồi vậy. Trước mặt của ta múa may nửa ngày trời, kết quả để ta một đập đánh chết. Nhưng ta và ngươi không thù không oán, ngươi cũng chưa từng sỉ nhục ta. Hôm nay coi như là cọ sát bình thường thôi. Thế nào, còn ai nữa? Đánh xong, tan ca. Cuối cùng ngoan ngoãn rồi. Xem ra Linh Vô Song trong mắt của bọn chúng cũng rất là mạnh. Các vị nói câu thực lòng, ta vốn không có ý đối địch với mọi người. Qua 4 tháng nữa ta rời đi rồi. Rất nhiều hận thù không cần thiết, ta không thể nhịn được sự cố mắng chửi. Nếu còn có người như vậy, ta sẽ còn ra tay. Nhưng ta không phải là người vênh váo hung hăng. Nếu các người để ta sống tốt, ta cũng sẽ để mọi người sống tốt. Nhưng nếu là âm hồn bất tán, bách lý truy tinh chính là kết cục. Mọi người tự mình tham khảo. Chính là như thế.